Nhắc tới MC Quyền Linh, chắc hẳn các khán giả trung thành với màn ảnh nhỏ hiếm ai không nhớ đến một hình ảnh một người đàn ông chân chất và gần gũi trong các chương trình vượt lên chính mình, bằng lòng trắc ẩn cùng sự thấu cảm. MC Quyền Linh luôn sẵn sàng gian lận để giúp bà con nông dân nghèo khó tham gia chương trình, thắng thêm một chút tiền bằng cách bấm thêm giờ cho họ. Điều này đã khiến cho anh nhận được sự yêu mến của khán giả trên khắp cả nước, và mọi người càng thêm yêu quý MC Quyền Linh khi biết anh cũng có một quá khứ nghèo khó cơ cực. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh đã nỗ lực hết mình và trải qua quá nhiều nỗi cay đắng, cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông. MC Quyền Linh tên thật là Mai Quyền Linh, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang, và là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo khó đông con. Năm 2 tuổi sau khi cha mẹ ly dị, Quyền Linh và các em được mẹ và bà ngoại chăm sóc. Mẹ con anh lầm lũi sống cùng nhau, đến khi mẹ Quyền Linh đến với cha dượng, gia đình anh lại càng thêm túng quẫn. Cả nhà tám miệng ăn chen chúc nhau trong một căn chòi giữa ruộng. Đến năm 1976, cha dượng của Quyền Linh qua đời vì tai nạn giao thông. Cuộc sống gia đình anh thời kỳ đó cực kỳ khó khăn khi phải chạy ăn từng bữa vì quá nghèo. Tiền ăn không đủ thì lấy tiền đâu ra mà cho cả 6 anh chị em đi ăn học. Thế là em trai của Quyền Linh phải nhượng lại suất học của mình cho anh. Đến năm cấp 3, do đam mê cải lương và kịch nói, đồng thời có năng khiếu với những bộ môn nghệ thuật này, Quyền Linh được chọn để tham gia khóa đào tạo ca múa nhạc, diễn kịch cấp tốc do Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 đứng ra tổ chức. Khóa học diễn ra trong vòng 2 tuần, sau đó anh được tham dự một đợt tuyển sinh do đoàn nghệ sĩ của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tiến hành. Cuộc thi kết thúc, không nghĩ mình sẽ trúng tuyển nên Quyền Linh đã nộp đơn đi thi vào trường trung cấp y tế Tiền Giang. Anh sẽ hỏi nàng có muốn lấy anh không? Trời ơi, tôi đang ở dưới đất hay là ở trên vũ trụ vậy ta? Anh Vân Sơn, anh hỏi em đó hả? Không phải. Chứ ai? Bên kia kìa. Sắp đến ngày thi vào trường trung cấp y tế Tiền Giang, Quyền Linh bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa diễn viên sân khấu của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Tuổi trẻ hăng hái, Quyền Linh hăm hở khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh ăn học, nơi đang theo học cùng khóa với anh là những nghệ sĩ thành danh sau này như Ngọc Sơn, Lý Hải, Lê Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương v.v. Tại nơi đô thành, cuộc sống của một sinh viên nghèo như Quyền Linh thật không dễ dàng. Vì không có tiền nên anh phải làm đủ thứ công việc để mưu sinh và để bám trụ cái chốn thị thành phồn hoa này. Anh đã làm tất tần tật những công việc nào có thể kiếm được, từ rửa xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp, cho đến lượm ve chai, nhặt lông vịt v.v. Đến bây giờ nhớ lại, anh vẫn bùi ngùi, Linh không nhớ nổi mình đã tủi phận, bật khóc bao nhiêu lần trước cổng chợ mùa mưa. Đến năm học thứ 3, Quyền Linh lần đầu được tham gia diễn xuất khi đảm nhận vai quần chúng trong một bộ phim và vai phụ trong một vở kịch, nhưng tất cả các nhân vật do anh đóng đều không được xuất hiện nhiều. 23 tuổi, Quyền Linh tốt nghiệp ra trường nhưng không thể kiếm nổi một việc làm. Đây là thời kỳ khủng hoảng của sân khấu nước nhà, đồng nghĩa với việc cơ hội đứng lên trên sàn diễn của Quyền Linh là vô cùng khó khăn. Ít lâu sau, anh được nhận làm diễn viên kịch nói quần chúng trong đoàn kịch nói Kim Cương và phụ trách công việc hậu đài ở đoàn kịch trẻ. Tuy nhiên, do không có cơ hội thể hiện được sở trường của mình và thu nhập quá thấp, Quyền Linh đã bỏ về làm ruộng tại quê nhà Tiền Giang, nhưng sau đó liền quay trở lại Sài Gòn vì chẳng có gì để ăn để sống. Xin lỗi, gặp lại. Ai da, trời ơi, xin lỗi em. Tự nhiên em ra vậy em đâu có biết từ tập, đâu có tập tành gì đâu. Thôi sorry nha, tango khó quá. Quay trở lại Sài Gòn, Quyền Linh xin diễn các vai quần chúng ở khắp các đoàn nghệ thuật, từ đoàn hát cho đến đoàn làm phim truyền hình. Anh diễn vai quần chúng nhiều đến nỗi nhẵn mặt. Có lần một đạo diễn đã từ chối anh vì sao mặt thằng này phim nào cũng có nó. Cơ hội đến với Quyền Linh trong một lần may mắn khi được kỳ nữ Kim Cương
gọi đi thế vai cho một nhân vật phụ trong vở kịch nổi tiếng Lôi Vũ. Từ đây anh được giao nhiều vai diễn quan trọng và xuất hiện rất ấn tượng trong bộ phim nổi tiếng Khát Vọng Sống, Người Hà Nội, Đồng Tiền Sương Máu, Gió Qua Miền Tối Sáng v.v. và cái tên Quyền Linh cũng đi vào lòng công chúng. Anh đem về cho mình những giải thưởng cao như đoạt giải 4 trong cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh triển vọng được tổ chức tại khu du lịch Văn Thánh năm 1992, huy chương bạc liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Năm 1999, anh đoạt giải nam diễn viên được yêu thích nhất của hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, giải Mai Vàng cho diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất của năm, v.v. Năm 2004, Quyền Linh tham gia làm người dẫn chương trình cho game show Nhịp Sống Sôi Động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chương trình này đã không được thành công như mong đợi. Thậm chí anh đã từng không muốn nghĩ đến việc lấn sân sang các game show truyền hình chỉ vì cảm thấy mình không có năng khiếu dẫn chương trình. Thất bại lần thứ nhất trong vai trò MC, nhưng đến năm 2005, một lần nữa, Quyền Linh lại nhận lời làm người dẫn chương trình cho một TV show mang tên Vượt Lên Chính Mình. Đây là một chương trình truyền hình thực tế với nội dung khá lạ và độc đáo. Những người tham gia chơi đều là những người nghèo. Sau khi vượt qua các vòng, họ sẽ được xóa nợ, được vay vốn làm ăn với số tiền tương ứng mà mình thắng được. Trong những ngày đầu phát sóng, Quyền Linh đã từng bị đánh giá dẫn chương trình hơi phô và vụng về. Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng quen với những vai trò này và dần tạo được sự chú ý với khán giả bằng lối dẫn mộc mạc vui tính của mình. Liên tiếp từ những năm 2005 đến năm 2008, chương trình Vượt Lên Chính Mình do Quyền Linh làm MC và đạo diễn đã liên tiếp giành được danh hiệu chương trình truyền hình xuất sắc nhất và người dẫn chương trình xuất sắc nhất tại lễ công bố trao giải Mai Vàng. Quyền Linh hiện cũng là nghệ sĩ giành được giải Mai Vàng nhiều nhất từ trước đến nay. Với thành công ngoài dự kiến của game show Vượt Lên Chính Mình, Quyền Linh tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC trong hàng loạt chương trình truyền hình và game show khác như Tam Sao Thất Bản của VTV3, Ai Là Ai VTV3, Chúc Mừng Sinh Nhật, Con Đường Chinh Phục Gia Đình Hạnh Phúc, Siêu Thị May Mắn của HTV7, Vua Bếp của HTV9, Chuyện Không Của Riêng Ai, Bạn Muốn Hẹn Hò của HTV7, v.v. Năm 2006, anh được mời làm giám khảo cho cuộc thi Người Dẫn Chương Trình Truyền Hình của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh và một cuộc thi tương tự do Đài Truyền Hình Cần Thơ thực hiện. Nếu muốn ăn nhãn lòng thì lội qua đây, qua đây anh nắm cái cổ tay rồi anh sẽ hỏi nàng à. Quá khứ nghèo khổ cơ cực, dù là trong sự nghiệp hay tình yêu của MC Quyền Linh, cũng đều phải nỗ lực hết mình để vượt qua cay đắng. Đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ đến mối tình một thời của Quyền Linh và Á hậu người mẫu Trịnh Kim Chi, không phải vì cả hai đều nổi tiếng, mà vì đây là một mối tình đẹp nhưng giang dở, kết thúc trong đau đớn. Công chúng vẫn luôn cho rằng nàng Á hậu đã bỏ anh vì quá nghèo khó, chỉ là một diễn viên có ít tên tuổi, không có nhà lầu xe hơi, lại có một đống em út dưới quê. Quả thực mối tình 10 năm của hai người đã tan vỡ vì cái nghèo, nhưng không giống như những lời đồn đại ác ý là chị Kim Chi bỏ anh vì tham phú phụ bần, tất cả chỉ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tuổi trẻ của cả hai cũng lao đầu vì công việc, phấn đấu từng ngày để đi lên, để có thể thoát khỏi cái nghèo khổ. Sau khi được cái này thì mất cái kia, loay hoay bao nhiêu năm, khi cả hai đều thành công, quay lại nhìn thấy mình đã đánh mất đi tình yêu đẹp đẽ. Quyền Linh cũng từng tâm sự rằng, cô ấy đạt giải Á hậu Việt Nam, xong thì liên tiếp có những chuyến đi nước ngoài, rồi làm người mẫu chụp hình vân vân. Tôi thì bận rộn với công việc đóng phim, nhiều khi ở ngoài Bắc, nhiều hơn ở trong Nam. Đến lúc tôi trở về Nam thì cô ấy xa Bắc. Khi về Bắc thì cô ấy lại vào Nam. Tôi ở miền Nam thì cô ấy ở miền Trung vân vân. Cứ thế anh chị xa nhau dần, cuối cùng thì tình cảm cũng tan vỡ. Cô chưa bao giờ thấy một nghệ sĩ kèn saxo nào mà có một cái nét mà ngậm cái cán kèn mà nó đẹp, mà nó duyên dáng, mà nó giống như em ngậm chợ mút vậy đó. Cũng thưa với ban giám khảo là xưa em cũng đã từng thổi kèn rồi, nhưng mà em đi băng nhạc phút cuối. Là sao? Phút cuối là chỗ nào có đám là có em.
Chia tay Trịnh Kim Chi, Quyền Linh kết hôn với một người phụ nữ tên Dạ Thảo vào năm 2000. Chị cũng là khán giả mến mộ Quyền Linh từ rất lâu. Sau 17 năm chung sống, tổ ấm của nam MC đất sâu nhất nhì Việt Nam này cũng đã luôn được công chúng ngưỡng mộ. Với nhiều người trong giới quen biết, Dạ Thảo thực sự là đại gia của Quyền Linh kể từ khi nam MC diễn viên này kết hôn với cô. Chị là con thứ hai trong gia đình có ba chị em gái và một em trai, sinh ra ở dải đất miền Trung. Gia đình Dạ Thảo tuy nghèo khó nhưng lại rất nề nếp, có gia giáo. Để vượt khó, chị cố gắng đỗ đạt lên Sài Gòn học đại học. Những năm tháng sinh viên sống trong cảnh thiếu thốn, chị phải tằn tiện từng đồng, bươn chải kiếm tiền bằng mọi cách để có thể duy trì việc học không bị đứt đoạn. Không chỉ tự đi làm thêm để trang trải tiền ăn học, Dạ Thảo còn phụ cha mẹ nuôi hai em. Năm 2000, khi đang làm cho một công ty kinh doanh văn phòng mỹ phẩm của Hàn Quốc, bằng con mắt nhạy bén, Dạ Thảo đã tư vấn cho công ty khai thác thêm mặt hàng thời trang Hàn Quốc. Nhờ sự nhạy bén này mà chị được giao phụ trách luôn mảng thời trang với mức 1.000 đô la Mỹ trên tháng. Nhưng chị đã xin nghỉ để đứng ra kinh doanh riêng mặt hàng này khi nhìn thấy tiềm năng của thời trang Hàn Quốc vẫn còn. Với quyết định sáng suốt này, Dạ Thảo đã nhanh chóng trở thành một bà chủ thành đạt. Sau khi kết hôn cùng Quyền Linh, chị thu vén bớt chuyện kinh doanh lại để dành thời gian chăm lo cho sự nghiệp của chồng và nuôi dạy con cái. Linh đi, dân chẳng cho đi, thì thôi Linh ở lại. Trước khi kết hôn với Dạ Thảo, Quyền Linh chỉ là một diễn viên nghèo, nhưng từ ngày có vợ hỗ trợ, sự nghiệp của Quyền Linh đã phân lên trông thấy. Từ một diễn viên ấn tượng, Quyền Linh chuyển hướng sang thành một MC quen thuộc trên sóng truyền hình và được đông đảo khán giả yêu mến. Cũng để không phụ công người vợ Tào Khang, Quyền Linh đến ngày hôm nay vẫn là một diễn viên, một MC chảy sâu với mật độ dày đặc. Có lẽ nhờ sự thuận vợ thuận chồng này mà đến nay gia đình Quyền Linh đã có khối tài sản mà nhiều người mơ ước, trong đó có biệt thự trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ tương đương với 21 tỷ hoành tráng, thiết kế lộng lẫy, nội thất đắt đỏ. Trong 17 năm chung sống, sinh được hai cô con gái dễ thương, nhưng hai vợ chồng vẫn rất tình cảm, chiều chuộng nhau. Quyền Linh tự nhận mình không phải là mẫu đàn ông lãng mạn, nên ít khi thể hiện tình yêu thương bằng lời nói, đại loại như anh yêu em nhiều lắm. Tất cả tình yêu thương dành cho vợ con, anh đều thể hiện bằng hành động. Dù không có nhiều thời gian ở với gia đình, nhưng bất cứ khi nào ở bên vợ con, anh cũng đều tận dụng từng giây từng phút. Có hôm anh đi làm về muộn đến 1-2 giờ sáng, khi ấy vợ con đã đều ngủ hết. Mặc dù rất mệt, nhưng anh vẫn lặng lẽ gom đồ của cả nhà rồi tự tay giặt. Khổ tận cam lai, giờ đây anh chẳng mong gì hơn là mỗi ngày khi làm việc có thể trở về với gia đình, với vợ và hai cô con gái ngoan ngoãn.